Ya. No te cargo. Ok, hello, chào các bạn nha. À, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Quang Dũng của Cuộc Sống Châu Phi. Như hôm qua đấy các bạn, đi vào thăm một bác cụt chân trong này mà bác không có nhà, bác đi làm. Hôm nay mình đặc biệt dặn bác trưởng bản này, dặn bác ở nhà để mình đưa đồ vào các bạn. Đây, nhận thấy hoàn cảnh của bác thật là đáng thương. Em giường nệm có thứ không có, mình đã chuẩn bị sẵn đồ đấy các bạn. Từ nệm này, chăn, rồi tất cả những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày các bạn. Em vừa đến hỗ trợ bác. Đây, Pai Anton, đây là Fortinu Face. Cô xe công cô Pai mà tia vài cái vì gì tài nhỉ? Chào các bạn ạ. Chào các bạn. Bác ở tiếp không? Đường vào nhà này rất khó để đi qua nhà người khác nha các bạn. Chào các bạn. Tay bên. Tay bên của nhà. Đây như hôm qua đã nói này các bạn, nhà của bác ấy đang ở đây các bạn. Đã xem sao? Ô bay tay bên cháu anh tinh phô an đi anh tinh xe gà kê nay còn anh nghe phá là kiểu trả bà ơn hên là phô gắn tà bà hê gắn tê gọn hùng yà lê nhà lê nhà pra vê tê na vila ai đi à vai con tà nê lê nhà à con tà lê nhà pra vê tê pra comprar coisa de comer mas pe ni sin conta como ah emina como aconteceu naquele velho ah é ah ele pisou depois ah hôm qua nó bắt đi chặt củi các bạn, chặt củi để lấy bán ở ngoài chợ kìa nhà então deixa eu entrar ele fala português ah o puto aí vite ah boa boa mesmo não ah só dois só ba fala bem português já ah tiếng bồ thì bác không biết nói các bạn ạ. Nói chỉ hiểu được một số từ thôi. Còn là chủ yếu là hai bác trưởng bản này phiên dịch. Em đang vá aqui para ver. Nhà này được 2 mét rưỡi vuông các bạn. Mỗi chiều là 2 mét rưỡi. Sức đôi mét rưỡi mèo. Sí, agora, calma, fica así. Dạ. Melhor fica así, acá. Dạ, dạ, dạ. Dormir assim. Ah. Brincava. Ah. Meter lá adobo assim. Na adobo? Fazer tipo que nem coisa. Ah, de lá. Já? Na jango? Ah, tá bom. Já? Sim. Já bác hỏi nằm giường kiểu nào các bạn? Mà để ra nói với này bác này. Ô pai, vai aqui. Sina coisa. Tại vì tiếng bồ bác không biết. Ô pai, cái này on tinh. Eu te visita. Mà nó tiền con rồi. Seu hoje. É de trazer uma coisa para te prestar, te ajuda, entende? Então vamos ver, vamos ver a vida. Vai, bỏ bác ra mình xem quà tặng hôm nay gồm những gì các bạn. Hồi sáng mình với này bác Matia này, hai bác cháu đi ra phố mua, mà tất cả các loại đồ nhờ xe ba gác của bác chuyển vào luôn. Cái đồ nhẹ thì mình có thể đi bằng xe máy được, đồ cồng kềnh với nặng ấy thì nhờ bác chuyển đi cho tiện các bạn. Đây giường thì mình sẽ không mua tại cái nhà nhỏ quá các bạn, cho nên mình sẽ mua ván là mình đóng cho nó phù hợp với cái nhà này. Tại giường nếu mà đi mua giường nó to. Dạ, mai. À, mai đôi. Mai đôi P. Đây là DVD bình, mét đi, double DVD. Cô ký cái này, nên bài. À kì, cái này có sao? Cái này có sao? Tạm em phải về uma cama. Dạ. Dạ. Tạm em cô chú. Phu bà. Ô saco. Còn nhiều lắm các bạn ạ. Tạm em pê xì. Tạm em ô nhiều. Giovanna,
dầu ăn rồi bột ngô rồi cá khô. Và đặc biệt là các bạn, mình đã chuẩn bị mua những cái đồ dùng xong nồi. Ba bộ xong nồi các bạn, để cho bác nấu ăn. Đây hàng xóm này. Hàng xóm đến chung vui đây các bạn. Đấy. Việt ăn bồ vũ tổng. Chăn chăn màn nệm và tất cả những đồ dùng này các bạn mình đã ấy sẵn rồi. Đấy, cả dao này, muôi thìa đầy đủ hết các bạn. Cái này sì, me ayuda a cargar dentro, ya. Aquí. Bảo nhờ hai bác trưởng bản này giúp mình đưa vào trong. Dạ, sì. Sì. Dạ, mà dùng về sì. Dạ. Mình đã trở lại tu carrega tâm anh Madena. Bây giờ mình đang chuẩn bị vào công việc các bạn. Là tất cả đồ dùng. Chiwa. Agora eu chega a ajudar a tua família. Já. Já. Tambo tambo. Já, já. Tá negro, né? Já. Đây là những hàng xóm này các bạn. Đến chung vui đi. Cái này mẹ tê ông nào đùa với anh đạp phải. Đùa với mẹ tê bên ca mà. Đùa với cô. Trước tiên mình hỗ trợ về đấy các bạn. Và sau này sẽ có thể được thì mình sẽ thay mái tôn. Tại nhà nhỏ quá. Mình tính xem cái cửa nữa. Đồ trong nhà, đồ này là tính là quý nhất trong nhà đấy các bạn. Xong nồi với này nệm này là quý nhất trong nhà, là đáng giá nhất đấy. Mà không có cái cửa, nên phát tập vốt à, Paraguay à. Sí. Tao đẹp với Aranja Otto Dia. Sí. Rồi dê kì. Em mệt đi, bê mê luôn. Sí. Đẹp với cô, để mình đo cái số đo cửa đó này các bạn. Rồi sẽ đặt làm sau. Tại vì nhà mà không có cửa thì cũng sợ lắm. Rồi bác hay đi làm nữa. Em tao với Peranja Otto Dia. Mẹ tê mà đê là mẹ tê cô chú anh. Dạ. Agora só tirar a medida, o puxão. Aí. Dạ, yeah, xin. Tá bom. Dạ. Đúng 2 mét rưỡi, chưa được 2 mét rưỡi các bạn. Này đôi mét tụi mèo, đôi mét tụi quả ren, 2 mét 4 cái nhà. Thôi cũng được. Và vừa cái giường là được. Dạ, mình ajuda a carregar madeira. Tamanha, cojo. Cái này phát ra nha. Nhà chặt quá xoay sở nó cũng bất tiện các bạn. Ok các bạn nhé, sở dĩ mình đóng ván để làm giường ấy các bạn, thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là với bác đi làm mà thường xuyên không có ở nhà ấy. Cho nên mình đóng thẳng xuống đất, đào đất để đóng khung như vậy các bạn. Cái này có khi là chắc chắn hơn là cái giường của người dân đóng, của bên ngoài kia người ta đóng ấy các bạn. Đây áp ma đóng đinh thôi, nhưng mà mình đóng rất là nhiều đinh rồi chôn xuống đây luôn ra khỏi vì mất trộm hay các bạn. Đây phía ngoài này, phía ngoài này người dân đang đến chung vui. Agora ajuda a família, né? Está tá negro, tá gota? Sim. Já.
porque él está sufriendo mucho. Ah, antes de llegar, ni vi él. Casi no tiene nada. Ahora él ya compra todo lo que ya para él. Ya. Entonces después de procurar más personas, sufre igual a él, ayuda más, ya. À hình như là mình có mang vào một ít bánh. Ô Phantom, mi ayuda tira que casa de. Tira que más. Casa de bulas para gente. Hôm nay mình không có chuẩn bị các bạn. Mình chỉ chuẩn bị đồ ấy thôi. Đến chung vui thì có tí bánh cho vui các bạn. Mình mua một ít bánh. Hôm nay giống như là một ngày hội của dân làng ấy, tại vì có một người khó khăn nhất trong bản này, được giúp đỡ một phần nào đấy, cải thiện cuộc sống các bạn. Cái này xa xôi. Ta kịp vậy. Pai Matia, mãe Fatin. Na tông. Mete niña bem. Sou criança, sou já. Vai comer depois. Calma bem aí. Já. Các bạn đã chân giường đã đóng xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đóng ván này. Dạ. Dạ, tá bonito. Já fino. Eso pregar ahí, ¿no? Ya, ya. Martelo. Ah, prego. Đây các bạn, nhìn đã đẹp rồi đây. Ra dáng một cái giường này các bạn. Dạ. Yeah. Aqui. Tôi mới có sao. Các bạn nhá, giường đóng đã xong rồi. Ta hồ chắc chắn. Chắc lắm. Đây. Chăn. Hôm nay mình đi mua gối là không có các bạn. Mình mua hai cái chăn để cho một cái nằm gối, một cái đắp các bạn. Cái này là cái chăn dày này. Chăn dày này để gối đi. Cái chăn mỏng này để đắp mùa này thì cũng nóng rồi. Nào nào, cái này phải dây cô chưa? Nào, à xin. Any do me. Entendi. Eu compro coisa, não tenho. Ah, depois eu compro dois coisas. Ai, tá bom. Ô pai, prova. Aqui da tia. Đấy các bạn, sống hết gần hết cuộc đời này bây giờ mới có được một cái giường như vậy đấy các bạn. Ê, cô mua vậy? Cuya. Đúng rồi, cuya. Cuya. Tiếng bồ không biết. À, manta. À, mosquero. Đây. Mình tính mua cái màn xanh là tìm mãi không có các bạn. Mua rồi. Mua cái màn trắng, màn xanh thì nó nhìn đỡ bẩn hơn. Cái màn trắng này bẩn lắm. Mà không có thì phải chịu thôi. Dạ, à xin. Dạ. Ô bay.
Bye. Dạ đùm mi. Cái giường đẹp quá ngủ rồi. À. Đã martelo. Nên mà ta anh. Martelo. Nam đi đâu tụi bay? Aquí eso. Anh đã levanta. À tụi đang ngồi. Tụi đang ngồi anh. Tụi đang ngồi. Giống như bác là cả đời ngủ như vậy rồi. Bây giờ còn có cái màn với này cái đệm nữa thì sướng nhất rồi. Any do me sim này có yo me mosquito que run. Sí. Mosquito porque ese día mosquito es muy que trae. Ah, ese tempo. Ah. Suba cá é muito mosquito. É já. E agora, para onde vamos encontrar o que é mosquiteiro? É dinheiro cortar. Ah, eu sei. Eu sei. Sim. Se comprar, ajuda tudo. É mosquero, tudo. Calma. Na Vietnam, quando aroma mosquero, assim, cuột lại, bỏ vậy. Fica bonito. Quán đu đu mi tia là và các bạn giường đã xong rồi bây giờ mình sẽ đưa à mẹ cho là tôi gì đây là bột của một cô giấu tên bên Mỹ ngày hôm qua mình gửi đến người dân ấy đang còn dư không phải dư mà không gặp ấy hôm nay gặp bác thì mình sẽ gửi đến tặng bác luôn các bạn Taki Fuba para comer, ah, cada pecula, mai isso, mai isso, đây cá khô các bạn, và đây là một bộ xong nồi các bạn, đây bộ xong nồi ba cái, tres, tres panel, yeah. Qua đà bên, nhá, nhá, tinh mai, cái này prato, cái này prato, para comer, đây, đĩa hai cái đĩa, obrigado, dao, để chế biến thức ăn, copo para beber água, nhá, môi để múc thức ăn và cái thau. Một cái thau nữa để cắt água. Lavandura voglio. E para lavar os pratos. Já mete água ali para lavar as coisas. Já. Ajuda no guarda aí. Lavandura voglio. Lavandura. Lavandura. Và đây là phần quà của một chị. Đây là phần quà một chị có nickname là Hồng Trang các bạn. Ở kênh YouTube thành phố Hồ Chí Minh nhé các bạn. Chị có nhắn như vậy là gửi đến mình 3 triệu và chị cũng có nói là để chi vào những cái việc cần đấy các bạn, mà hôm nay mình việc cần nhất là như vậy, mình cũng trích ra một số tiền của trong cái phần 3 triệu đấy các bạn để mua tất cả các thứ này, mà mua đồ là hết gần 70 ngàn, và đây là còn dư 10 ngàn nữa là mình sẽ đưa cho chú này 10 ngàn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 để cho chú mua những cái việc cần, những cái việc gì cần là chú mua, những cái xà bông các thứ. Wow, bye. Cái này tí xin nhau Việt Nam entrega para Fresetti para ti para coju o para boa vida. Đây tiền này là xong là tính ra hết khoảng 1,5 triệu số tiền là chị đã gửi cho mình ấy các bạn, đã chuyển cho mình để chị có nói là chi vào những việc cần thôi nhé các bạn. Dạ tôm. Obrigado, 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 obrigado. Agora. Obrigado. Tá pensando que não, 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 falar nada com ele. Tá querendo senhor te ajuda. Obrigado.
bangula ko chimwe kuyo sinyola nacho okotunda okasoko ko Vietnam wa kutumisa echi nyewo popiako twapandwa sinyola kasoko Vietnam wa kutumisa echi ndeti okatsuko kale monege byosi tsuko sumulwise tapala ki muito obrigado nyewo sinyola ki stala no Vietnam Deus te ajude Deus te dê mais a vida aga quando se lela chimwe pa na ma kontsere nada Deus te ajuda Deus te ya entendi vâng qua đây cũng xin cảm ơn tất cả đến các nhà hảo tâm và các bạn khán giả trong thời gian qua đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Quang Dũng Một Đất Cuộc Sống Châu Phi. Mong rằng thời gian tới luôn được sự ủng hộ của các bạn sẽ làm cho kênh mình thêm mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa với việc thêm nhiều người dân, nhiều bản làng được giúp đỡ. Tôi luôn phán là chào các bạn. Chào các bạn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đến chị có nickname Hồng Trang ở kênh YouTube Thành phố Hồ Chí Minh và một cô dâu tên ở Mỹ. Chúc cô cũng chúc chị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe và công việc luôn thuận lợi nhá. Bác xin chào và hẹn gặp lại. Hoje dormi comi parabéns saúde já pai. Tchau. Já. Ah, cái này p tiếng Đông Nam rồi kì. Tao mày nghe ra. À, bác cũng bị tàn dư của chiến tranh các bạn. Na fada pe ti bu ke ni mai ve ni na ne ya che stavo che andavo con essa io per delle strago tai ah che alimentava con elli per mettere sì ta vedeu ah strago ah cái chân giả này bị hư rồi. Như ở Việt Nam mình thì những cựu chiến binh, những thương binh thì được chăm sóc hẳn hoi chứ. Như bên này các bạn thấy đấy, những cựu chiến binh đây bây giờ là năn nóc với cuộc sống. Những người mà hai chân tay nành nặn đi kiếm ăn, đi làm việc còn khó nữa, chả huống chi là bác ấy các bạn. Đây là hoàn cảnh đặc biệt đáng thương các bạn, là đã thiếu một chân rồi, tuổi già sức yếu này, mà vẫn phải năn nóc đi lên rừng chặt củi để bán để kiếm tiền mưu sinh đấy. Nhìn cái nhà của bác là biết rồi các bạn, là đã khó khăn chừng nào. Đây là sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời mọi người, đặc biệt là các bạn khán giả trong thời gian qua này, thời Mạnh Thường Quân nữa. Những ân tình này mình sẽ hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt để không phụ lòng mọi người nhé.